Xin chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ sẽ được nhắc tới trong video này có tên là Rolex Datejust với mã hiệu 278278, mặt số ô liu xanh nạm kim cương. Khi mà nhiều thương hiệu vẫn còn cho rằng nữ giới không quan tâm nhiều tới hiệu suất vận hành của bộ máy, tính chính xác hay là sự bền bỉ của một chiếc đồng hồ, thì Rolex và một vài thương hiệu cao cấp lại đi theo hướng ngược lại. Rolex một mặt sản xuất thêm nhiều model đồng hồ với kích thước nhỏ gọn dành cho nữ giới, một mặt khác ứng dụng thêm nhiều ứng dụng công nghệ vào từng cỗ máy mới của hãng. Đồng hồ hiện nay không chỉ là công cụ xem giờ mà còn là một món phụ kiện thời trang không thể thiếu đối với nhiều người, và việc nữ giới đeo đồng hồ nam không còn là điều gì xa lạ nữa. Chúng ta vẫn rất là nhiều lần thấy cựu người mẫu Victoria Beckham với vẻ ngoài nóng bỏng lựa chọn cho mình chiếc Daytona vàng hồng hay là Daydate vàng khối khi tham gia các sự kiện. Nhưng để dành riêng cho nữ giới, Rolex đã tạo ra một bộ sưu tập đồng hồ chuyên biệt, đó là Lady Datejust, với vẻ đẹp thanh lịch, nhỏ nhắn. Để phù hợp với cổ tay nữ giới, Rolex đã cho sản xuất các dòng đồng hồ Datejust 26, 28, 31 bên cạnh dòng Datejust 36 tiêu chuẩn như thuở ban đầu. Xuất hiện vào năm 1945, cái tên ban đầu của Datejust là Jubilee, ăn mừng cho chiến thắng. Nhưng đến cuối cùng thì Hans Weidorf vì muốn nhấn mạnh đến tính năng của chiếc đồng hồ mới ra, cái tên Datejust đã được sử dụng và giữ nguyên cho tới thời điểm hiện tại. Sau bao nhiêu năm phát triển thì phần lớn thiết kế quan trọng của chiếc Datejust đầu tiên vẫn được giữ lại. Bên cạnh việc giữ lại những nét truyền thống thì thương hiệu đã không ngừng phát triển thêm về mặt vật liệu, về mặt kỹ thuật như là trang bị dây tóc giảm sóc, bộ thoát mới để đảm bảo hiệu suất, tính chính xác của đồng hồ. Là đại diện mới trong dòng đồng hồ Rolex nữ hiện thời, cỗ máy Rolex Datejust 278278 đáp ứng đầy đủ nguyện vọng về một chiếc đồng hồ của nữ giới hiện đại như là độ chính xác, tính bền bỉ và rất hợp thời trang. Bên trong chiếc đồng hồ này là bộ máy mới 2236 đã được Rolex tự mình nghiên cứu, phát triển và lắp ráp. Khác với những chiếc đồng hồ nam có dây tóc parachrome màu xanh, với model Datejust 278278 này thì hãng đã trang bị dây tóc Siloshi được làm từ silicon. Vật liệu được xem là tương lai của ngành đồng hồ. Bộ máy tự động 2236 đảm bảo cho cả cỗ máy có thể vận hành với sai số -2/2 giây hàng ngày. Con số này đã được đảm bảo bởi kiểm định kép từ tổ chức COSC và cả chính thương hiệu trong chứng nhận Stability Chronometer. Và bộ máy này thì có khả năng chịu cót lên đến 55 giờ. Tại sao lại nói đây là một chiếc đồng hồ hợp thời trang? Bảo vệ cho bộ máy đồng hồ vận hành là bộ vỏ bằng vàng vàng. Trong dáng vỏ Oyster, chiếc đồng hồ hiện tại có thể kháng nước với áp suất tương đương môi trường dưới độ sâu 100m. Từ khi xuất hiện trong ngành chế tác tới nay thì Datejust luôn đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch và cổ điển. Bộ vỏ đồng hồ không quá dày, cũng không quá mỏng, luôn khiến các quý cô yêu thích không nguôi. Đi kèm với thiết kế hiện đại và vành bên rủ khía sáng lấp lánh và dây đeo 3 mối nối chắc chắn. Những mối nối đồng hồ được đánh bóng để khiến chiếc đồng hồ hấp dẫn hơn và thu hút mắt nhìn. Làm nên sự khác biệt của đồng hồ Rolex Datejust 278278 là mặt số màu xanh ô liu đặc biệt. Xanh lá vốn là biểu tượng của thương hiệu Rolex. Nhà sản xuất đã sử dụng màu xanh lá trong những món phụ kiện đi kèm và cả những model mang tính kỷ niệm như là Submariner 116610 LV hay là chiếc Daydate 228235. Trên nền mặt số xanh ô liu đã được hoàn thiện, kiểu trải tia của cỗ máy này đó là những cọc chỉ giờ bằng kim cương đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, vừa nhằm mục đích cố định các cọc chỉ giờ, vừa tăng thêm tính thẩm mỹ và sự sang trọng cho chiếc đồng hồ thay vì cọc số dạ quang thông thường. Ở vị trí 12 giờ trên mặt số là biểu tượng logo vương miện Rolex sáng bóng và quyến rũ không kém bộ kìm tại trung tâm. Không biết là qua những lời miêu tả vừa rồi cũng như là những hình ảnh trong video ngày hôm nay thì các anh em cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ này? Đặc biệt là các khán giả nữ của Gia Bảo Luxury, nếu như mà các chị em đã phải lòng mẫu đồng hồ này thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé để cùng trao đổi với chúng tôi. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo trong chuyên mục review đồng hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!